Thưa thầy cô, ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách xem lời giải chi tiết của câu hỏi được lưu trong phần mềm SmartTest. Thầy cô vào quản lý câu hỏi, vào phần xem sửa dữ liệu câu hỏi, chọn tới cái chuyên đề chứa câu hỏi, chọn câu hỏi cần xem, ví dụ câu này, sau đó chọn sửa câu hỏi. Trong giao diện sửa câu hỏi, thầy cô lại bấm vào gợi ý giải. Nếu nó có đáp án thì sẽ nằm ở trong này. Như câu này nó không có đáp án chi tiết. Chúng ta chuyển thử sang câu khác. Chúng ta chọn câu số 2, bấm sửa câu hỏi, bấm gợi ý giải. Và đây là đáp án của đề. Dưới đây là bốn phương án. Bên này là nội dung câu hỏi. Bên này là gợi ý giải. Thầy cô hoàn toàn có thể copy mang ra Word bình thường. Xin chào quý thầy cô.